Chương trình này được bảo trợ bởi McDonald's. Spicy Chicken McNuggets đã trở lại và chỉ có 2 đồng rưỡi tại McDonald's. Để biết thêm chi tiết, mời quý vị vào trang covid19.ca.gov. cảm ơn quý vị vẫn theo dõi chương trình cà phê sáng với như huyền và lê thái vừa rồi như huyền nói về cái hôm nay là cái tháng này là tháng để dành cho những kỷ niệm của những người da đen thưa quý vị thì vừa rồi như nói về cái dorothy hai là một cái người mà đã chống lại cái về phân biệt chủng tộc về phụ nữ nhưng mà cái người thứ hai như muốn nói ngày hôm nay đó là gareth morgan ông ta là một người sáng minh ra đèn đỏ đèn xanh đèn đỏ mà quý vị thường thường mà đi mà mình thấy ở trên đường á chính ông ta là gareth morgan người đàn ông này đó là người da đen thưa quý vị tạo ra cái đèn xanh đèn đỏ này cho traffic giao thông như đôi lúc mình cũng đi nhiều vậy mà đôi lúc nhi cũng có suy nghĩ ủa ai đã tạo người invention tạo ra cái đèn xanh đèn đỏ mà để cho rồi đèn đèn vang nữa để cho để mà à, tạo ra traffic cho cái loài người của mình là ai chính là ông này thưa quý vị cũng là một người da đen mà quý vị cho nhi cho biết rằng là ông này không có học lên tới đại học đâu chỉ học tới high school bình thường mà thôi wow. mà ông ta đã vì cái lòng đam mê và vì cái sự để muốn làm cho cái loài người tốt hơn mà ông ta tự nghĩ ra, tự invention ra, thưa quý vị. và cái cái lịch sử của ông ta rất là uh, thú vị. đó là con trai của hai cựu nô lệ. Garrett Morgan chỉ được học hành mà đi đến trường mà thôi, cũng chưa tới high school nữa, quý vị. mà anh ta chỉ có đi học, tức là biết chữ, biết mọi thứ hết thôi. tức là bình thường không có đi vô Harvard hoặc lên đại học gì cả. nhưng mà điều đó không ngăn được cho người đàn ông Ohio này trở thành một nhà phát minh có năng khiếu rất là hiếm có và thiết kế ra những cỗ máy để cứu sống con người này và bao gồm cả phiên bản sơ khai của đèn giao thông như như vừa nói không chỉ là đèn giao thông không mà khi còn là thiếu niên Morgan được nhận một công việc đó gọi là sửa chữa máy máy may á, từ vì gia đình ông ta và bố mẹ ông ta là người làm về máy may tức là may đồ rồi dễ thư quý vị và điều này đã đưa anh ta đến một cái phát minh đầu tiên của mình đó là trước máy may được cải tiến và liên doanh kinh doanh đầu tiên của ông ta đây là cái công việc đầu tiên của ông ta với công việc sửa chữa về máy may và tất cả mọi thứ thưa quý vị và bên cạnh đó ngay sau khi phát minh ra các sản phẩm khác bao gồm máy máy thì anh ta đã tạo ra một cái máy đó là máy duỗi tóc như là người châu phi người uh, người châu phi á như và những người da đen tóc quăng rất là nhiều thưa quý vị chính vì vậy mà ông ta anh ta đã tạo ra cái máy mà stress hair stress nào mà yeah. bây giờ tất cả mọi người mà trên toàn thế giới ai cũng sử dụng mình như Love About It Khi mà mà, <laughs> mà thì, làm chị, cái hệ chị thống cũng làm cái đó nhiều cũng sử dụng cái đó nhiều. Sử dụng rất là nhiều đôi lúc mình thích tóc mình thẳng hoặc là tóc mình quăng thưa quý vị. Và ông anh ta là người sáng tạo ra cái đó vào năm 1916, ông đã được bằng cấp sáng chế cho mũ trùm an toàn là một thiết bị thở cá nhân bảo vệ cho những thờ mỏ nè, những lính cứu hỏa <laughs> mà có khí độc hoặc là khí độc hại hoặc là những lính cứu hỏa mà đi vô trong những cái nhà cháy đó thưa quý vị. Và nó đã trở thành tiền thân của mặt nạ phòng độc được sử dụng bởi binh lính trong thế chiến thứ nhất. Và để tránh sự phản kháng phân biệt chủng tộc với sản phẩm của mình, Morgan đã thuê một người diễn viên gọi là da trắng, đóng vai nhà phát minh trong khi anh ta đội mũ trùm đầu trong buổi thuyết trình với những người mua tiềm năng. Mặc dù là người da đen trong thời lúc đó, nhưng mà chính vì vậy những người da đen trong cái thời gian đó là không được thừa nhận cho dù họ sáng tạo như thế nào chính vì vậy bọn ông ta đã thuê một người diễn viên gọi là da trắng chứ không có thuê được luật sư nữa à... là cái thời đó như quý vị cũng biết là kỳ thị như thế nào và sau khi đó chứng kiến một vụ tai nạn ô tô xe hơi ở ngoài Morgan đã lấy cảm hứng và tạo ra đèn giao thông có ba tín hiệu là stop sign với lại green light là đèn xanh và trong đó là và đèn đỏ nữa quý vị và bên cạnh đó có đèn cảnh báo đó là yellow light thưa quý vị là cái đèn vàng đó và để cảnh báo những lái xe họp sớm để dừng lại tức là đèn đèn vàng thưa quý vị thì lúc đó là tạo cho anh ta cảm hứng mà anh ta đã tạo ra những chiếc đèn đó mình cứ nghĩ là một người rất là cao siêu nào lắm được sáng tạo ra những cái đèn xanh đèn đỏ thôi nhưng mà chính là garrett uh, Morgan thưa quý vị, và đèn giao thông của ông ta được cấp bằng sáng chế năm 1923 và cuối cùng Morgan đã bán thiết kế của nó với giá 40.000 đô la mà thôi. Wow. Mặc dù là sáng tạo như vậy và di sản của ông có thể được nhìn thấy ngay các đại lộ giao thông trên khắp đất nước trên khắp thế giới trên luôn thế giới. chứ không phải là chỉ có nước mỹ mà không ở dưới ở mình về sài gòn cũng có hồng kông tất cả trên đâu cũng có đèn xanh đèn đỏ là chính margaret morgan từ quý vị dạ vâng à, đôi lúc thì chúng ta suy nghĩ rằng à chúng ta thấy đèn xanh đèn đỏ nó quá quen thuộc đi từ nhỏ đến lớn lên là chúng ta đã thấy rồi. Thật là chúng ta quên đi tìm ai hiểu sáng tạo nó. là cái nguồn gốc của nó ở đâu và ai sáng tạo và ngày hôm nay cảm ơn chị Như Huyền đã đưa đến một cái thông tin à, về một cái người mà phát minh khoa học một cái phát minh một cái rất là hay tuyên chúng ta thấy đơn giản bởi vì chúng ta đã đã đang sử dụng. cho <laughs> là chúng ta thấy đơn giản. Lúc nào mình cũng thấy đi nhưng thường. mà thật sự ngay cái thời điểm đó thì nó vô cùng thông minh đó. Yeah. và chúng ta thấy rằng những cái người da dạ đen đâu phải là cái, cái 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 khó nó bó được cái khôn của họ đâu. Yeah. Người ta vẫn có thể người ta đưa ra những cái phát minh khoa học rất là tốt cho nhân loại. À, cảm ơn chị Như Huyền. À, và một cái tin tiếp theo thì à, trước khi mà đến cái với cái tin này thì để thấy hỏi chị Như Huyền là chị Như Huyền biết rằng khi mà những người phụ nữ, bây giờ em thấy rằng phải phụ nữ không? Đàn ông cũng vậy. Ừ. Người ta rất là thích đi giải phẫu thẩm mỹ bởi vì người ta muốn cho cái yeah. sắc đẹp người ta hoàn thiện hơn. Yeah. Nhưng kính thưa quý vị, à, nếu như mà chúng ta giải phẫu thẩm mỹ thành công thì không nói gì rồi. Đúng thì không? Rất, không là yeah. rất là đẹp. Rất là đẹp. Tùy người ạ có người thì giải phẫu thành công nhưng mà cũng chưa có đẹp lắm Ờ à, Tùy theo cái cái sắc vóc của gương mặt thôi và tùy theo bác sĩ thôi. Yeah. Nhưng mà có những người người ta giải phẫu không thành công thì nó đem lại những cái những cái những cái độ buồn chứng đáng hả? sợ, những cái di chứng đáng sợ yeah. trên khuôn mặt của những người đó. Ừ. cho nếu như mà trên body thì chúng ta không nói rồi. Chúng ta uh -huh. có thể che đi bằng những cái khuyết điểm bằng quần áo nhưng mà khi mà đưa lên uh, trên cái mặt nó bị hoài tử hay là bị oh. gì, thì rất là đáng tiếc. Và yeah. ngày hôm nay thì Lê Thái đưa đến quý vị một cái thông tin uh, từ Trung Quốc thật sự đây là một cái diễn viên trung quốc cũng rất là nổi tiếng thời à, thời điểm này nhưng mà tại sao Lê Thái đưa đến, đến thông tin về Trung Quốc tại vì Lê một cái lời mà giống như là Lê Thái cũng muốn chia sẻ đến quý vị là những người mà mà chúng ta mà quá đam mê về phẫu thuật thẩm mỹ thì ừ. chúng ta cũng phải cẩn thận và nếu như mà chúng ta đi phẫu thuật thẩm mỹ thì chúng ta phải tìm một cái cơ sở thẩm mỹ một cái bệnh viện nào đó mà nó giải phẫu cho chúng ta nó đủ cái độ uy an tính. toàn yeah. uy tín và nó có bằng đàng hoàng thưa quý vị và có những cái hệ thống mà mà, mà cấp cứu phía sau đó chứ không để chúng ta sẽ gặp những chết cái trường rồi, hợp như lúc xảy ra chết đúng là nhiều rồi. người yeah. chết trên bàn mổ luôn thưa quý vị và cái thưa quý vị nữ ca sĩ diễn viên Trung Quốc cô tên là Cao Lưu lao đao vì cô sửa mũi bị hư thưa quý vị à, nữ diễn viên này là một cái diễn viên kim ca sĩ đã bị mất việc và mất nhân sắc khi cái mũi của cô bị hoại tử vì ừ. cô phẫu thuật thẩm mỹ trong thời gian vừa qua. Vào ngày 2 tháng 2 vừa qua thì trên trang cá nhân cô diễn viên này đã tiết lộ hậu quả của quá trình nâng mũi ở một cái thẩm mỹ viện vào tháng 10 của năm 2020. Và vì muốn đẹp hơn cô đã nghe lời bạn bè của cô và đến một cái chỗ mà phẫu thuật phẫu thẩm mỹ tại trung tâm ở thành phố Quảng Châu. Và bệnh viện này đã cam kết là chỉ mất nửa tháng thì cô sẽ có một cái chiếc mũi như ý nhưng không ảnh hưởng đến kế hoạch quay phim vào tháng 12 năm 2020 vừa qua. Và cuộc phẫu thuật của cô kéo dài 4 tiếng sau đó thì cái mũi cô nè, quý vị thấy ông trên màn hình thôi nó wow. bị sưng và nó đau nhức dữ dội và nó Nhìn bị nhiễm nghe. trùng luôn và à. dẫn đến cái hoại tử ở phía đầu cái chấp mũi và bệnh viện đã mổ và sửa lại nhưng cái tình trạng của cô vẫn không thuyên giảm và cái đầu mũi của cô ngày càng bị bị đen và bị hoại tử hơn thưa quý vị và tháng 11 vừa qua thì thẩm mỹ viện đã chuyển cô đến bệnh viện chuyên khoa để điều trị và khoảng một năm rưỡi à, bác bác sĩ cho là cái nếu như một cô điều trị cái này là phải một năm rưỡi sau thì nó mới mới ừ. nó mới làm bệnh và nguyên một cái chuỗi ngày của cô vừa rồi là một cái chuỗi ngày ác mộng thưa quý vị và cô cũng phải đến bệnh viện thường xuyên để cho quá bác luôn. sĩ đưa ra những cái phương án uh, để mà để mà giải quyết cái vấn đề mà hậu giả phẫu của cô như thế nào nhưng cô đẹp và vậy? trên màn ảnh thì quý vị thấy là cô trước khi phẫu thuật thẩm mỹ quá đẹp cái lỗ mũi quá đẹp đi mà quý vị thấy không quá đẹp rồi do, do em nói thì hơi bị quá do tham quá có thể là do mình muốn mình đẹp hơn đẹp hơn cái lỗ mũi quá đẹp như thế mà đi sửa nữa thì thành, ra là, rồi hả? Yeah, thành ra là bị bị hư thì cái đây là những cái điều mà không mong muốn chúng ta nói ở trên cái nỗi buồn của người ta yeah. thì nó cũng hơi quá nhưng mà ừ. thật sự đây là một cái mà hên xui thôi cô quá xui thì gọi gặp yeah. cái trường hợp này và kính thưa quý vị cô đã phải là hủy bỏ những cái những cái lịch đóng phim và phải đền những cái những cái dự án contract, đó yeah. đền những cái contract đó thưa quý vị và cô đền đến 400.000 nhân dân tệ là tương đương với 1.4 tỷ đồng Việt Nam oh. và cái hai và một cái đoạn phim nữa là cô phải đền là 2 triệu nhân dân tệ tương đương với lại 7.1 tỷ đồng Việt Nam và hiện hiện tại thì nữ diễn viên đang rất là rất là khốn khó lao đao vì và vừa phải đền hợp đồng mà vừa phải bỏ cái tiền ra để điều trị trả uh, tiền viện phí để mà chữa lại cái mũi của mình nhưng mà oh chắc God. chắn rằng sẽ sẽ rất là khó để cô quay trở lại công việc của mình Yeah. Và kính thưa quý vị, Cao Lưu là một cái diễn viên rất là nổi tiếng. À, cô tham gia vào Học viện Điện ảnh Bắc Kinh và gia nhập vào làng giải trí vào năm, vào năm 2016. Và cô từng đóng những cái bộ phim nổi tiếng ở Trung Quốc, ví dụ như là bộ phim Tạm biệt thiếu niên, nào, How Far Is Tomorrow, Atlantic Starlight, The Most Beautiful You In The World. Và Cao Lưu còn từng là phát hành một số MV ca nhạc rất là có tiếng ở um, ở bên Trung Quốc nữa. Wow. Và đây là một cái thông tin mà ngày hôm nay Như Huyền và Lê Thái vui. gửi đến quý vị uh, về cái cô diễn viên cao lưu này và cũng là một cái lời mà chúng tôi cũng nhắc nhở là quý vị nếu như mà uh, chúng ta có đi giải phẫu thẩm mỹ thì làm ơn uh, tìm đến một cái cơ sở y tế nào mà chúng ta uh, có độ an toàn và tin cậy yeah. và đủ cái bằng cấp để người ta làm cho chúng ta đẹp hơn. Còn không thì tìm mất tật mang. Đó là một cái câu mà Lê Thái gửi đến quý vị trong cái bản tin ngày hôm nay. Uh, quý vị ơi, quý vị giữ màn hình. Như Huyền và Lê Thái sẽ quay trở lại sau phần quảng cáo những thông tin thương mại của đài.